rồi thêm một lần nữa rồi sau khi bố thí rồi chúng ta có phát nguyện hay không tức là gì chúng ta bố thí có mục đích hay là chúng ta bố thí không có mục đích cái vấn đề ở đây không phải nằm ở chỗ là mình có mục đích là sai nhưng họ nhiều người họ hiểu lầm nhiều người họ hiểu lầm tức là cái chuyện bố thí mà có mục đích ấy, đối với họ nó giống như là mình có cái sự trao đổi nhưng mà nhầm cái mục đích ấy, nó cũng có nhiều mục đích khác nhau nha có người họ bố thí để họ cầu kết quả nhân thiên thì đó là cái kiểu bố thí mà mục đích thấp kém nhất cái này thì phật chê tuy nhiên ở trong tầng chi thì đức phật cũng có nói nhờ nhờ như vậy đấy nhờ những người mà họ um, có cái mục đích mà thấp như vậy đấy, ít nhất cũng do đó mà họ chịu làm phước bố thí nha yeah. cho nên mình cũng không có chê không có chê chẳng qua là um, thì nó hơi thấp thôi Nó hơi thấp thôi rồi cái mục đích thứ hai đó, mới là mục đích cao thượng đó là gì? Hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Nha. Khi mà chúng ta làm phước nhằm mục đích hướng đến quả vì giải thoát thì cái bố thí đó, đó gọi là bố thí ba la mật. Nha. Tức là bố thí nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ quý vị có thể hỏi dựa vào đâu mà sư nói như vậy thứ nhất là bồ tát xuống mê tháp ở trong cái, cái kiếp mà được phật thọ ký đấy sau khi ngài bố thí nha sau khi ngài bố thí ngài quỳ dưới chân phật Diên đăng và ngài phát nguyện do cái phước mà con đã tạo mong cho con đạt được quả vị chánh đẳng giác như ngài quý vị nghĩ đi nếu như mà ngài không có cái lời nguyện như vậy không có mục đích hướng đến quả vị chánh đẳng giác không có mục đích hướng đến quả vị giải thoát thì làm sao đức phật Nhiên đăng thọ ký cho ngài đây rồi đó là chưa kể những vị đại đệ tử mỗi một lần ở trong kiếp quá khứ khi các vị đó cúng dường đến đức thế tôn đến một vị chánh đẳng giác quá khứ thì các ngài cũng phát nguyện là do cái phước mà con đã tạo đây mong cho đời sau con trở thành vị đệ nhất thinh văn thượng thủ thinh văn hoặc là vị thanh văn Đệ nhất pháp sư Hoặc là đệ, đệ nhất ly dục Chẳng hạn như vậy Đấy Cho nên ý, Có cái chuyện mà có mục đích ý, Thì nó hơn cái chuyện Mà mình làm phước không có mục đích Nha Mà làm phước có mục đích ý, Cái quan trọng ở đây Là mục đích của mình ý, Là cái gì nó mới quyết định Cái chuyện chúng ta làm phước là thấp kém hay cao thường nha và nhớ dùm cái từ bố thí đó. ở trong Bali nó có hai một đó, là đà nát tức là sự cái cái bố thí mà mình thường hay nói nha tức là mình cho đi mình cho thường thôi cho thường thôi nhưng mà cái thứ hai đó là cái từ cha gác tức là cái thử chữ mà bố thí nhưng mà thí xã tức là gì mình cho và cho bằng cách là mình bỏ đi Cho, cái mục đích cho của mình là để mình bỏ đi Bỏ bớt cái sự tham lam Bỏ bớt sự bọn sẻ Bỏ bớt sự dính mắt đối với tài sản Đấy, để... và cái bố thí này đó Nó mới là cái sự bố thí cao thường chứ còn bố thí mà cái kiểu để mong mình được cái này cái kia ấy thì nó cũng còn kẹt lắm nha và quý vị nhớ dùm một chuyện nha bố thí nhằm mục đích để mình xả bỏ nhằm mục đích để mình ly tham thì nó tương đương với việc mình bố thí nhằm mục đích để giải thoát đừng có nhầm nha đừng có nhầm